Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Dịp 27 tháng 7 năm nay, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như tổ chức lễ dỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo trong ngày 26 và 27 tháng 7, tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối tượng chính sách tiêu biểu trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công lòng đất ngoài ra tỉnh thực hiện chi trợ cấp lễ cho các đối tượng người có công với cách mạng tổ chức lễ diễn nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và diễn đền thờ liệt sĩ tổ chức hội thao thương binh